Đừng sống tốt quá, hãy đặt lòng tốt ở đúng nơi, đúng chỗ. Kính thưa quý vị, nghệ thuật của sự bơ đi mà sống không nằm ở chỗ thờ ơ, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh. Nghệ thuật là ở chỗ biết quan tâm tới những điều thật sự quan trọng và cần thiết. Làm người đừng nên hiền quá. Chuyện không muốn làm có thể từ chối. Việc không làm được thì đừng miễn cưỡng. Lời nói không thích cứng bờ không nghe. Cuộc sống của ta không phải dùng để mà lấy lòng người khác, mà là cần đối xử tử tế với chính mình. Sống ở đời đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn đâu. Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Làm người, tâm tính đừng nên quá tốt. Không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn. Ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức hiếp bạn. Làm người đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin. Về lâu về dài sẽ chẳng có ai còn để ý tới cảm nhận của bạn, luôn luôn muốn bạn đáp ứng yêu cầu của họ. Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, chẳng có ai dễ dàng cả. Hãy trở thành một người khó tính một chút. Tính cách có tốt xấu, lòng lương thiện có giới hạn, khoan dung hãy nhìn người. Trái tim của bạn hãy trao cho đúng người. Những dòng trạng thái giúp con người biết nhẫn nhịn hơn trong cuộc sống. Hãy đối tốt thôi, còn đối tốt quá thì hãy để dành đối tốt với cha mẹ mình. Đối tốt với người không xứng chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với bản thân. Đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng, bởi xã hội bây giờ về cơ bản là chơi với nhau để mà lợi dụng nhau. Nhà mày mặt phố, bố mày làm to, dề mày đang đi hàng hiệu, quần áo mày đang mặc hàng VIP, tao chơi. Còn không, xin lỗi, tao đóng cửa. Lòng tốt đôi khi cũng bị vùi dập, người tốt đôi khi cũng bị vùi dập. Xã hội phức tạp, nhiều lúc tốt quá cũng bị chúng nó ghét, bị chúng nó bảo sống giả tạo. Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải điều xấu, nhưng quá lương thiện lại là một thứ bệnh. Khi bạn quá quan tâm tới người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn cứ mãi nhường nhịn người khác, họ sẽ càng được nước lấn tới, làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Ở đời đừng bao giờ sống quá tốt, cũng đừng quá nhiệt tình giúp đỡ vô điều kiện. Vì trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong hầu hết thời gian, không thể sống theo nguyện vọng của tất cả mọi người. Vì vậy đừng cố gắng đốt cháy mình để làm điều đó. Chỉ cần chắc chắn rằng ít nhất một trong những người hài lòng là chính bạn. Ở đời đừng sống tốt quá, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả suy nghĩ của người khác về mình, hãy sửa lại những điều bạn nghĩ bản thân mình chưa thực sự tốt. Và đó là quyết định của bạn chứ không phải của bất kỳ ai khác, miễn nó thật sự đúng đắn. Cuộc sống này có một điều chúng ta nên ghi nhớ rằng: đối tốt với người khác hết lòng, luôn lo lắng và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, nhưng chưa chắc họ đối xử chân thành với mình, hay chỉ vì lợi ích mà bên mình, đến lúc khó khăn liệu họ có giúp đỡ mình không. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình, đừng hại tới ai là được. Vì cuộc sống này thánh còn có người ghét, huống chi là người bình thường. Lời kết: sống vì bản thân mình, vì đam mê và sở thích của mình là điều ý nghĩa nhất chúng ta nên cố gắng để làm. Thanh xuân có hạn, tuổi trẻ có hạn, đừng mãi lo cho người khác, bận tâm vì người khác mà đánh mất đi
khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình. Đời ngắn lắm, cứ bơ đi mà sống. Phật dạy tổn thất lớn nhất của đời người. Kính thưa quý vị, có thể nói tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những gì ta yêu thương luôn gắn bó, thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải lìa bỏ nó. Một thời Thế Tôn trú ở Vesalin tại Đại Lâm dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có 5 điều tổn thất này. Thế nào là 5? Tổn thất bà con, tổn thất tài sản, tổn thất vì bệnh tật, tổn thất giới và tổn thất chi kiến. Này các tỳ kheo, không do nhân tổn thất bà con, không do nhân tổn thất tài sản, không do nhân tổn thất vì bệnh tật, mà các loài hữu tình sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, chính do nhân tổn thất giới, tổn thất chi kiến, mà các loài hữu tình sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỳ kheo, có 5 tổn thất này. Phật dạy, tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn. Lời bàn: có thể nói tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những gì ta yêu thương luôn gắn bó, thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải lìa bỏ nó. Bởi chẳng ai có thể đem theo bất cứ vật gì khi nhắm mắt xuôi tay, có chăng là nghiệp lực của chính mình. Mất mát dẫu không ai muốn, nhưng đó là sự thật. Vấn đề là xác định tổn thất cái gì trong cuộc đời là to lớn nhất. Tài sản chăng? Con người ta thường an ủi nhau, của đi thay người. Mất của có thể làm lại được. Những người thân mất đi là tổn thất lớn, vì người chết không bao giờ sống lại, và chúng ta mất các điểm tựa quan trọng trong đời. Bệnh tật, hoạn nạn đã cướp đi một phần sức khỏe và thân thể, cũng là tổn thất lớn. Tuy vậy, những tổn thất này dù lớn nhưng chỉ ảnh hưởng tới trong đời này. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đánh mất nhân cách đạo đức và không nhận thức đúng đắn là tổn thất lớn nhất. Chính sự suy thoái đạo đức và những quan niệm sống lệch lạc, tà kiến là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sa đọa, tạo ra khổ đau cho người và mình.